Robert Marcel, His Spirit, Con Trai Cường, cover by Madonna. Ai là con trai cưng giơ tay? Hút con trai cưng của mẹ. Thích cắn kẹo hút ke sau lưng. Bạn bè gọi có mặt riêng ba mẹ nói là nó không nghe đéo nghe. Con trai cưng của mẹ. Ngồi vì găng hút trẻ phi can. Hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé. Vì nó là con trai cưng của mẹ nó. Mẹ nó con trai cưng của mẹ nó. Mẹ nó con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi bà đẻ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Mẹ nó con trai cưng của mẹ. Ở ngoài kia con ba bảo tớ về nhà luôn có mẹ chờ mẹ trẻ. Con trai không bao giờ nhớ mẹ. Con trai không tâm sự với cha. Con trai chưa bao giờ phải khóc trước khi mẫu giây nấu tức mới ra. Từ bé thì ba đã đi làm ăn xa. Mình là chủ cả tối nào cũng tăng ca. Ở những cuộc vui sẽ không bao giờ dừng cho đến cái ngày ông già lắm ơn ngài. Gọi là con trai cưng. Chứ từng tự mình đứng bằng ai chứ. Gọi là con trai cưng. Quán tài ông bà không biết để ai bưng. Gọi trẻ mày con trai cưng. Ở khắp nơi mà đéo có ai nhận. Thằng sinh ra là con của giám đốc vẫn có. Thằng ông bà già năm nay lưng.